Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Đấy. Tôi lại quay trở lại với series Minecraft sinh tồn ở đây anh em. Sinh tồn hardcore à. Đấy, thì sau cái buổi trước là tôi đã trèo lại lên trên nhà rồi anh em ạ. Đấy, tôi chạy lại từ dưới kia tận trên này rồi. Tôi chạy trên này để tôi craft một chút đồ anh em ạ. Đây, đầu tiên là tôi nhận thấy khiên của tôi sắp hỏng rồi này. Tôi phải craft một khiên mới anh em ạ. Rồi. Ok anh em. Nhạc hay quá. Nhạc hay quá, thế nên là tôi đang cố gắng nói ít để được nghe nhạc em ạ. Để tôi nhảy các anh em ạ. 1 2 3. Ok anh em. Đây cái ơ. Ô, tôi để quên cái redstone ở bên dưới rồi. Nhưng không sao. Bây giờ mình muốn làm cái map ấy. Ô kìa, cái gì kìa? Gì đấy? Ô, đây bạn chó. Chào em, trời ơi. À, bây giờ mà mình muốn làm cái map anh ạ. Bởi vì tôi cần phải làm một cái bản đồ đã. Nó hơi lag một chút đúng không anh em? Em đợi xíu là hết ngay mà. Tôi cần phải làm cái bản đồ đã anh ạ. Bởi vì nói chung là mình có phải có cái bản đồ mình. Cái bản đồ có định vị ấy, mình cầm cho người cho nó an toàn. Bây giờ muốn làm cái đấy thì mình cần phải có mía. Xung quanh có mía không ta? Mía là nó ra hai bọc ở những cái khu. Ôi, đông có 4. Có 4 em luôn anh em ạ. Mía nó hay mọc ở mấy khu có nước này, để tôi chạy xung quanh đi tìm thử em có không anh em ạ. Anh em đợi tôi tí. Mà trời sắp tối rồi chứ. Nguy hiểm thế. Có không? Hơi lag. Có mía không? Không có à? Phía sau không có nhỉ? Tôi cần mía là tôi làm bằng giấy anh em ạ. Nờ. Cái gì kìa? À, màu xanh. Nó cái màu xanh của nước. Tôi cứ tưởng zombie hả? Không có. Không có mía nhỉ? Tại chắc phải đi về đi ngủ cái đấy anh em ạ. Nguy hiểm lắm. Bởi vì là tôi sợ là chốc nữa khi mà mình mà xuống cái hầm mỏ bỏ hoang ấy, rồi mình đào lâu lâu quá rồi mình bị lạc ấy, thì mình phải lên bằng cách là mình đào thẳng đường lên bên trên mà. Mình đào thẳng đường để đi lên trên mặt đất ấy. Đó, thì tôi sợ cái lúc mà mình đào như vậy thì nó lại ra ở một cái chỗ quái nào ấy. Kiểu là mình lại không có được cái định vị. Thì mình không biết được là cái chỗ nào, chỗ nhà của mình ấy, nên tôi cần phải làm một cái map anh ạ. Từ từ á, tôi cần phải làm một cái map đã. Tôi phải đi tôi tìm mía anh ạ. Cứ phải gọi cho chắc ăn anh ạ. Tôi không muốn bị lạc nó giống như hồi trước đâu. Phải chắc ăn anh ạ. Mía trước ạ. Ơ kìa kìa mía kìa. Mía này. Ngon quá. Cái bèo này thì anh em có thể nhảy lên cái bèo nhá. Hay lắm đó. Đó. Giỏi không? Tốt quá mía. Rồi. Hello mấy em chó. Tôi rất là thích cái loại hoa này này. Màu xanh này đẹp lắm. Bởi vì là cái loại hoa đấy là nó màu xanh dương. Ôi, tôi lỡ chấm nhầm với em chó rồi. Thương em ấy. Khổ. Tôi chấm lan một cái chúc em chó luôn. Để tôi nhuộm cho em ấy. Đấy, màu xanh à, màu xanh đẹp không em à. Có một chút mía rồi này. Có 3 mía là đủ rồi đấy. À đâu. Mình cần 8 cái cơ anh ạ. Mình cần 8 cái giấy. Có nghĩa là 8 cái mía anh em ạ. Nào. Nhiều rồi, 9 cái, thôi cứ nhặt hết đi. Sau này mình còn làm cái ruộng mía mà đúng không? Rồi. Cứ nhặt hết để sau này thì mình còn có cái hạt giống mình trồng. Hạt giống mía. Mình còn có cái cây mía trồng anh em ạ. Khu rừng xanh đẹp thật đấy anh em ạ. Nó xanh lóe lên luôn. Xịn. Tôi thật là tôi rất là thích cái màu xanh ở khu rừng này anh ạ. Nhờ mỗi tội là có một cái mà tôi không hề thích ở khu rừng này. Đó là cái loại gỗ của nó thì nó lại màu hồng anh em ạ. Thật. Thế nên mà khi mà anh em mà chế nó ra cái gỗ nó giống cái này này thì nó sẽ thành màu hồng. Hồng nhạt nhạt trông hài lắm. Tôi làm giấy đây anh ạ. Chúng ta cần 8 cái.
thôi cứ làm nhiều nhiều tí đấy. Được rồi, để chúng ta làm la bàn. Cái la bàn là tôi để bên dưới kia rồi. À, tôi để cái ấy bên dưới kia rồi. Đây anh em ạ, thì ở bên dưới kia là tôi có. Ấy chết cha rồi, con chó. Mà thôi cứ cho các bọn chó xuống cùng mình đi cũng được anh ạ. Tôi chưa chó này à. Tôi chưa xây cái bậc thang ở đây nữa, để nào tôi xây cái bậc thang ở đây để mình xuống cho nhanh, đúng không? Sắp tới rồi. Đây rồi, đây rồi, đấy, trước là tôi cũng đã xây rồi. Ôi. Chào em. Nhanh lắm, cái bọn này nhanh lắm anh em ạ. Chúng nó có phải theo mình thì chúng nó mới chịu được. Đây, tôi làm cái la bàn. Ok, một cái này đó. Không có cái la bàn rồi thì mình có thể làm cái map bằng cái này này. Đấy. Đấy, cái này là map. Cái này là map trống anh em ạ. Đấy, xong mình ấn một cái. À không được, xong thì mình phải đi lên trên kia rồi thì mình mới ấn này anh em ạ. Đấy, mình chạy trên này mình ấn để cho nó định vị đúng cái nhà của mình ấy anh em. Định vị đúng cái nhà của mình là sau này là mình có thể về được. Tránh ra nào cái em này. Cứ chắn tay anh, tránh ra. Tránh ra. Rồi. Rồi, để tôi ấn thử pháp nào. Đây. Đấy, đây nhá, cái này là cái map của mình ấy. Ôi. Anh em có đẹp không? Ngồi hết đi. Còn một con đâu? Vì sao trên này nó mới có 3 con? Còn một con nữa thôi, cứ cho theo mình đi cũng được anh ạ. Nó có 3 con rồi. À đây này, một con đây rồi. Đấy, ngồi yên đấy nhá. Rồi, giỏi lắm, ngoan. Tôi có cái map rồi, thì bây giờ tôi đi đâu là tôi không sợ bị lạc rồi anh ạ. Thì tôi sẽ quay lại đúng cái vị trí này thôi. Tôi nhớ cái vị trí của tôi rồi. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá cái mineshaft để xem có cái gì không anh em ạ. Cắt tí đồ. Nói chung là đồ mà không cần thiết thì cắt hết vào đây đã anh em ạ. Khi nào mà mình ấy xong mình lên mình gặt đồ sau, đúng không? Mình lên mang đồ lên sau. Bạc là cất đi này cho nó an toàn này. Cất cái này đi này. Gỗ cầm đi cũng được. Cung đi này. Rồi đấy nhờ, đi rồi anh em ạ. Mong chờ lắm cái mineshaft tụi anh em ạ, mong chờ lắm rồi. Đường nào ấy nhờ? Đây này đấy, trước là tôi đã đánh dấu nó bằng những cục gỗ rồi. Bởi vì tôi không hề muốn bị lạc anh em ạ. Bởi vì là anh em biết là tôi là một thằng cực kỳ dễ bị lạc mà đúng không? Tôi đã phải đi đánh dấu lại ngay anh em ạ. Rồi. Nói này. Đó. Ok anh em ơi. Có quái không? Phải cẩn thận anh ạ. Đừng có phỏng quá. Chết lúc nào không biết đấy. Cầm cái cục cái ra. Ui, trời ui, ui. Anh em ơi. Tôi buồn quá anh em ạ. Quá đau lòng anh em ạ. Tôi quá đau lòng hardcore mode. Quá đau lòng. Có vẻ là tôi nói ra chuẩn anh em ạ. Nhầm. Một lần nữa anh em ạ. Phải thử một lần nữa. Tôi sẽ thử một lần nữa anh em ạ. Hai. Ok. Hardcore. Rồi. Tắt hết đi rồi. Ok. Còn creeper khốn kiếp anh em ạ. Đấy, tôi bảo anh em mà nó khỏe lắm anh em ạ. Chỉ cần một phát mà nó đứng cạnh mình kia là mình đi bụi luôn. Khỏe lắm. Tôi không hiểu lá chùi từ đâu ra. Úi dồi ôi. Thốn thật anh em ạ. Thốn thật. Có lời gì nói luôn anh ạ. Đây là cái gua mới của chúng ta đây anh ạ. Gua hardcore mới của chúng ta đây. Thử xem lần nữa xem được không anh em ạ. Tôi sẽ làm được thôi anh em ạ. Cáo kìa. Cáo này đúng không? Xinh thế. Xinh thế. Cáo ơi. Anh chết gua kia rồi. Zombie à? Quái nào mà chưa gì thì nó đã có zombie này. Mày phải trả mạng, mày phải trả giá. Mày phải trả.
sao lag ấy? Tôi nó hơi lag anh em ạ. Chết à. Đấy, chết cái láo. Ok anh em ạ, từ từ cho tôi nhảy cái anh em ạ. Khổ quá. 1 2 3. Ok anh em ạ, ok rồi, tốt rồi. Tìm làng thôi anh em ạ, tìm làng thôi. Bây giờ chúng ta phải nương tựa vào và mọi thứ có thể anh em ạ. Tôi không dám khinh thường tất cả, tôi không dám khinh thường bất cứ thứ gì ở trong này rồi anh em ạ. Quá là đáng sợ mà. Cái lúc mà tôi nghe tiếng con Reaper là tôi đã quay, tôi cần khiết rồi đấy. Nhưng mà không hiểu sao mà tôi phản ứng không kịp anh em ạ. Thốn kinh khủng luôn đấy, chứ bình thường là phản ứng của tôi cũng nhanh lắm. Đi đi này, chốc có cái nào mình gặp cái tòa mansion không ta? Lần này chúng ta sẽ làm được anh em ạ. Cái lần vừa nãy là cái cua hardcore vừa nãy nó gọi là hardcore lần đầu thôi, hardcore kiểu hardcore chơi ấy. Đấy, hardcore thử. Đấy, hardcore này mới là hardcore thật anh em nhá. Ok anh em nhá. Hardcore thật đây. Anh em đừng có bảo tôi gà, cái nãy là thử rồi nhá. Sao chưa gì mà đồ ăn mình đã hết khá rồi này. Tôi rất là muốn tìm làng nhá, tôi rất là muốn tìm một ngôi làng. Giá mà chúng ta cũng được spawn ở trước một ngôi làng như là cái gua cũ thì tốt nhở, nó như cái gua hardcore trước ấy. Lần này sẽ được anh em, sẽ được rồi. Cố gắng lên. Có cái gì để mình ấy không? Tôi nhận ra trong này là đồ ăn mình hết tất cả chai anh em nhá. Cái đồ ăn của mình trong này là hết, gọi là nhanh kinh khủng luôn đấy. Mình chạy nhanh có mỗi tí thôi mà nó hết nhanh lắm. Đúng là hardcore có khác anh em ạ. Để tôi ấy cừu cái. Để tôi ấy vài em cừu. Tổ ong kia đẹp nhờ. Sao trâu thế? Chết rồi. Chắc phải chặt cây cái anh em ạ. Rồi. Chặt cây tôi làm cái rìu tôi bổ cho khỏe đúng không? Chả lẽ lại cứ dùng mà đồ ấy nó ấy quá. Chả là cái dùng tay không, nó không giống hardcore anh em ạ. Chúng ta phải chơi này cho người ngoài nhìn vào lõi biết là mình chơi hardcore. Đó. Cừu nhỉ. Được rồi, làm cái craft table trước nào. Rồi. Xung quanh có đá không? Xung quanh có đá là tốt quá. Để tôi nói chung là thật sự là mình nên làm cái quốc đầu tiên anh ạ. Thật. Cái cuốc này là nó giúp cho mình có thể đào ra đá. Mình đào đá sau chốc mình làm đồ đá đúng không? Từ từ á. Hiện tại là tôi chưa có gọi là ấy này. Hiện tại là tôi chưa có gọi là giường. Nên là tôi phải giết thêm một ba con cừu ấy cả. Tôi giết 3 con cừu để tôi có được cái đủ lông cừu để tôi làm giường đã. Một con đâu. Tôi nhớ là vừa nãy là ở đây là có đến 4 con thôi mà. Sao tự nhiên giờ đâu mất rồi. Đi tìm ấy chứ anh em ạ. Tìm đá chứ anh em ạ. Tìm hang động tìm đá đó. Đau thế. Chúng ta sẽ sống cực kỳ dài ở cái cuối anh em ạ. Tôi xin cam đoan với anh em luôn. Xin hứa với anh em luôn. Với tất cả những kinh nghiệm ở cái phát vừa nãy. Kia rồi, cứu cái rồi. Tất cả kinh nghiệm ở cái gọi là cái gua hardcore thử à, lần tài chắc chắn sẽ được. Lợn nhỉ? À, cừu nhỉ? Cừu. Sao lag ấy? Đôi khi nó cứ bị lag sao anh em ạ? Anh em thông cảm nhé. Cái này là tôi chơi bình thường ấy mà có lag anh em ạ. Ở à đây rồi, có đá rồi, ngon quá. Đào luôn. Đấy. Chúng ta có phải làm cái lò nung đã anh em ạ. Thì nó có một cái lò, nó là cái lò chuyên dùng để nướng thịt anh em ạ. Để tôi thử làm thử xem được không. Tôi không biết cái đó làm thế nào ta.
Đừng có mà nghe tiếng ngòi nổ của con Reaper ở đây nhá. Tôi quá mệt với con đấy rồi anh ạ. Tôi quá mệt với nó rồi. Tôi làm cái rìu á. One shot on kill ớ. Quái nào mà nó không chết à? Quái nào? Vì sao nó không chết lận? À đấy, thế này chứ. Hey. Phải như thế chứ. Rồi, tôi làm thử cái lò nung nào. Bây giờ sao làm được cái ấy nhỉ? Cái lò hun khói nhỉ, smoker ấy. Đây rồi. Ô, mình chỉ cần mấy cái lock này thôi. Mình thêm một cái lock nữa là mình được rồi này. Lợn nhỉ. Đấy, tôi đã master. Ôi, đảo bay kìa. Đúng là hardcore của khai các em ạ. Địa hình bá đạo. Tôi nghi quá anh em ạ, tôi nghi là tôi chưa hát co gái, tôi không biết sao rồi tôi vào trong em tôi rất rồng như nào hờ. Nghi quá. Đi làm cái lò nung đã. Nhưng mà mình làm cái lò nung làm gì trong khi mình không có than để nung. Anh em nhỉ? What? Thì sao tôi làm cái lò nung làm gì trong khi tôi không có than? Miệng người nói vậy nhưng mà tôi vẫn làm cái lò nung ấy anh em, tôi không hiểu tại sao. Ok, chúng ta đi tiếp anh em nhé. Đi ủi ôi. Đây là những con ngựa sữa anh em ạ. Đẹp không anh em? Đấy. Anh có thể vắt sữa từ bọn nó. Cừu nhảy. Thế quái nào mà giờ bọn cừu nó trâu đấy anh em. Tôi cho nó một vả thế nhưng mà nó không chết đấy các bạn. Giờ cừu còn trâu hơn cả lợn à? Lợn. Đấy, lợn thì một phát thì vẫn chết. Nhưng mà cừu thì chết đi. Ôi nó khỏe lắm anh em ạ. Tôi không hiểu sao nhưng mà giờ con cừu nó khỏe lắm. Một phát bổ như vậy mà không chết anh em ạ. Ui lừa này, Sương. Ui chào em Sương. Chào em. Nhưng mà tôi không có yên ngựa anh em ạ, tôi không có yên ngựa làm sao mà tôi ấy được nhỉ? Chết rồi. Một phát chết rồi, đấy. Cuối cùng thì có zombie à? Tránh rồi. Đấy. Cứ một phát là chết. Cực kỳ khỏe, ok. Không có than nhỉ, chắc là phải đi hang động anh ạ, chắc phải đi hang động để kiếm. Mà gỗ anh đủ chưa, chắc phải chặt thêm tí gỗ nữa, nhưng mà chung là tôi đang rất là muốn tìm làng nhỉ, tôi rất là muốn tìm làng. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi tiếp một đoạn nữa làm sao. Mực. Hình như là nó không có thịt mực đúng không? Thì mình giết mực thì nó chỉ ra được nó ra được cái vỏ của con mực hay sao ấy. Thì mình có thể dùng cái đấy để mình tạo ra cái nhuộm đen anh ạ. Nó giống như là trước là tôi nhuộm con chó của tôi thành màu đen cho anh em xem ấy. Tôi thấy cái vùng rừng sồi kìa. Bây giờ mà gặp cái Ocean Monument ở đây nhỉ. Chắc cả đời mình chả dám đi cái Ocean Monument thôi anh em ạ, cái lâu đài dưới đáy biển ấy hả. À rùa. Chào em. Con rùa này là hay lắm anh em nhá. Con rùa này là sau này là mình có thể nói chung là con rùa này khá là hay. Tôi nghĩ là tôi phải nhốt con rùa lại. Thì là mình có thể dụ được con rùa này bằng cách là mình dùng cái này nhá. Này. Mình dùng cái cỏ biển đấy các bạn, hay lắm, thì mình cứ phá phá này một lúc sau thì nó rơi đá cỏ biển. Rơi chưa? Quái nào? Tôi phá nhiều như vậy mà. Từ từ ấy các bạn. Tôi phải tìm cách tôi dụ được cái bọn rùa đã. Bởi vì là bọn rùa này sau này là mình làm được cái nón rùa các bạn nhá. Cái nón rùa là nó giúp mình thở lâu kinh khủng luôn anh em ạ. Nó giúp mình thở được ở bên dưới nước lâu lắm. Tôi cố gắng tôi giữ các bọn rùa lại anh ạ. Sắp tối rồi. Từ từ đã. Grab table đã anh ạ. À, đây này đó. Đây này. Nhầm. Ok. Xịn rồi. Thôi rồi, cứ để các bọn rùa ở đây đi anh ạ. Cứ để bọn rùa ở đây đi. Ở đâu? Hình như là bọn rùa nó ăn cái rêu rồi đúng không? Nó ăn cái keo này đúng không? Có đúng không?
Tôi không nhớ lắm. Hình như đâu phải. Hình như là nó ăn cỏ biển cơ mà. Không ăn cái này rồi anh ạ. À, có vẻ là nó ăn cỏ biển cơ. Thôi đi ngủ anh các bạn. Ủa có zombie. Nhanh 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 nhanh. Nhanh. Ui 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 ui. Sợ quá anh em ơi. May quá. Đây đúng là một cái khung cảnh gọi là thót tim anh em ạ. Ok các bạn ta dòm tiếp à. Ô tôi còn chưa kịp bổ nó phát nào anh em ạ. Ô skeleton chết cha rồi. Bể tôi mà không có khiên làm sao mà tôi chơi được với skeleton à. Không được đâu anh em ạ. Kể chúng ta phải đi cái hang khác rồi. Từ từ á. Tôi quên cái ấy rồi. Khổ thân tôi. Tôi quên cái này rồi. Nói chung là chốc nữa là mình sẽ quay lại rùa. Chốc là mình sẽ quay lại chỗ này anh em. Bởi vì là rùa nó quan trọng lắm. Có zombie ở đâu ấy. Chốc là mình sẽ quay chỗ này với hai bạn rùa anh em ạ. Hai bạn là đủ để mình tạo giống rồi. Quá tuyệt. Ui tha nổi ngon quá. Ui ơi. Cẩn thận anh em ạ. Cẩn thận. Đào vòng vòng ở đây ra. Rồi. Ok. Ủa. Tôi nhìn thấy con Reaper ông kia anh em chứ. Vừa đào vừa nhìn anh em ghê quá. Đừng bạn Reaper nhá. Đừng phá hoại cái gua này của tôi nhá. Thằng nào đấy? Ôi. Mày chỉ úp sọt ra à? Nó tính úp sọt tôi anh em ạ. Cái gì kia trông như làng à? Không nhầm à? Nhầm rồi. Ghê quá anh em ạ. Từ từ á, từ từ á. Tôi đặt cục này vào đây đó. Có con nào ở đây không? Từ từ ghê quá. Cái nhạc cũng ghê nó chả hiểu. Từ từ nướng 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 thịt đấy anh em ạ. Sợ quá nó tôi bị nói lắp luôn rồi. Sợ quá. Đợi tí các bạn. Đồ ăn đã. Cứ phải có đồ ăn đã. Rung ở mình. Cố gắng lên đây anh em ạ. Rồi. Được rồi. Thêm thêm một miếng nữa sau đó tôi sẽ vào tôi đào cái ấy. Ok rồi rồi mình cứ để cho nó nung đi. Tôi sẽ cần một cái đuốc anh em ạ. Ít ra là mình cũng phải có tí đuốc đúng không? Đúng rồi. Đi thôi. Ui đu. Cẩn thận nào. Tôi nhìn thấy bóng dáng màu xanh xanh của con Reaper nhá. Mấy con mất dạy Reaper này. Craft table. Làm cái ấy nào. Tôi nghe tiếng zombie anh em ạ. Cẩn thận anh em ạ, cẩn thận. Có con nào không? Không có anh em ạ, không có. Không hiểu sao mà tôi chơi gua trước rồi tôi gọi là cực kỳ mạnh bạo nhưng mà sang gua này có vẻ tôi nhát đi anh em ạ. Tôi đã bị cái nỗi sợ đá mảnh rồi. Quá là đáng sợ anh em ạ. Thật chứ bây giờ tôi mặc cái bộ giáp bạc lên mà tôi cảm thấy nó vẫn không không yên tâm anh ạ, thật nó vẫn không yên tâm. Cố gắng đào tí nào. Cố gắng lên, bằng mày sẽ làm mà thôi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Rồi. Ok các bạn đầu tiên ấy là tôi cần phải làm cái gì nhỉ? Cái đồ ăn đã. Lấy đồ ăn này xong chúng ta sẽ làm cái gọi là cái bạc. Ô bi kìa, thế quái nào con bi thì đã bay ra tận biển này hả? Sao con bi thì nó xuống bên dưới nước? Gì đấy? Ui, thôi 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 thôi.
Tránh xa tao ra, vì sao mà nó lại có thằng Quách ở chỗ đấy? What? Thuốc đấy của nó là thuốc độc nha anh em nhá. Thốn đấy. Mày. Thì nếu mà anh em mà gặp cái thằng Witch này này, thì anh em mà đứng xa nó ấy, thì là anh em sẽ bị nó ném thuốc đấy. Thì cách tốt nhất đấy là anh em phải tiếp cận nó ngay, hoặc là dùng cung bắn nó cái ấy. Thì cái lúc mà nó mất máu ấy thì nó sẽ lôi thuốc hồi máu ra nó uống. Đó, thì cái lúc mà nó uống thuốc hồi máu thì là cái lúc mà anh em ấy đấy. Lúc mà nó uống thuốc hồi máu là cái lúc mà anh em có thể ấy được. Thì anh em đánh nó được vì nó sẽ không có ném cái thuốc ấy cho anh em. Nó không có ném cái thuốc độc vào anh em á. Đó. Để tôi nung cái đống bạc rồi đã. Nung cái bạc thì dùng tôi cũng dùng than luôn đi nhỉ. Tôi có hai thứ mà tôi muốn làm anh em ạ. Một là cái kéo và hai là cái khiên. Nói tới kéo chắc là anh em cũng đoán rằng là tôi sẽ làm gì rồi ấy, đúng không? Được rồi, chung là trước tiên là phải làm cái khiên chơi anh em ạ. Quá là đáng sợ anh em ạ. Cái khiên là nó còn gọi là khỏe hơn cả một bộ giáp bạc nhá anh em. Giáp bạc còn không chống được con Ripper mà đúng không? Khiên chống được toàn bộ đam của con Ripper luôn. Quá ghê anh em ạ. Anh em yên tâm, sau này tôi vào hang động tôi sẽ cẩn thận anh ạ. Anh em yên tâm nhá, yên tâm, không sao. Rồi, tôi làm cái kéo nào. Ok. Làm cái kéo để làm gì anh em biết không? Mà từ từ á, tôi phải xây cái đám này lại đó anh em ạ. Tôi phải làm cái xẻng rồi tôi đào cái đống cát rồi tôi xây bọn này lại á. Tôi đào, à ok được rồi, à gì nhỉ? Cái xẻng à, cái xẻng làm nào nhỉ? Này đúng không? Ok. Có mỗi một tí bạc thôi anh em ạ. Tôi có mỗi một cục nữa rồi. Một cục nữa thì để tôi xẻng này. Rồi. Tôi sẽ chặn cái bọn rùa lại anh em ạ, để cho chúng nó không có đi đâu. Ok. Đấy. Ơ đừng thịt của tôi ý. Ok. Đó, chúng ta sẽ xây và nhốt rùa lại trên này anh em ạ. Rùa sẽ không có lối thoát. Tôi sẽ cố gắng để bắt chúng nó đưa cho tôi cái nón rùa. Đấy, ơi xuống cái mày, xuống cái mày. Rồi. Mấy con rùa này là nó thì là cái tầm với của nó khá là cao anh em nhá, thì kiểu thì nó với được, thì kiểu thì nó trèo lên được ấy. Khá là nguy hiểm anh em ạ, thế nên là khả năng lá thoát được khỏi cái gì ấy nhỉ? Cái lồng rùa. Cái chuồng rùa. Tôi cảm thấy là cái ngôn ngữ tiếng Việt của tôi cứ bị hạn hẹp thế nào ấy anh em ạ, thật. Dù là tôi học văn là tôi học rất là tốt nhá, toàn là 7-8 điểm đấy. Ôi đừng bạn này. Đừng bạn này. Bạn làm ơn đây bạn này. Làm ơn là hãy về lại chuồng đi bạn này. Xuống. Đừng đi. Xuống đi. Đúng rồi. Có vẻ là nó muốn tìm đường về nhà hay sao ấy anh em ạ. Thế nên là nó cứ cố gắng đó, nó trèo qua nó trốn tôi ấy. Bỗng nó dậy. Tôi nhốt nó vào anh em ạ. Chắc là chúng nó còn có gia đình, còn có con nhỏ. Nhưng mà không sao đâu anh em ạ. Chúng ta phải nhốt nó lại vì một tương lai của chúng ta anh em ạ. Vì con nhỏ của chúng ta. Độc ác nhỉ anh em ạ. Quá độc ác. Thằng nào mà lại đi làm một cái chuyện độc ác như vậy chứ. Chắc chắn là không phải tôi cả. Rồi. Đủ rồi. Chuồng rùa. Đấy, đây là cái lần đầu tiên mà tôi làm chuồng rùa cho anh em xem ấy đúng không? Đấy, thì bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một chút đây này. Đó là nếu mà anh em muốn làm được cái nón rùa ấy, thì anh em phải cho bọn rùa nó ăn. Để cho chúng nó chơi nhau. Đấy. Sau khi chúng nó chơi nhau rồi ấy. Sea grass, đây này. Cái sea grass, cái cỏ biển ấy.
sau khi chúng nó chơi nhau rồi thì chúng nó sẽ ra con đúng không? Con chúng nó sau một thời gian thì nó sẽ lớn lên đúng không? Đó, thì là cái lúc mà con của chúng nó lớn lên ấy, thì theo tôi vẫn nhớ số liệu luôn anh ạ. Tôi vẫn nhớ số liệu là tầm như là hình như là 20 phút. Sau 20 phút là con của chúng nó sẽ lớn lên anh ạ. Đó. Và cái lúc mà con chúng nó lớn lên thì nó sẽ rơi ra một cái gọi là cái vỏ rùa ấy đó. Với 5 cái vỏ rùa là mình làm được cái nón rùa đó. Cái nón rùa theo giúp cho mình thở trong nước cực kỳ là lâu luôn anh em nhá. Để cho chúng nó ăn cái. Ăn đi cái này. Bây giờ sao cho ăn? Trời nó thấp quá. Ê, ăn đi em ơi. Sao nó không ăn anh em ơi? Ăn rồi. Ăn, chơi nhau đi các em ơi. Lên đi các em ơi, đúng rồi, lên đi, ra rồi, rồi. Ok, bề tôi phải lên này. Tránh tay em ơi, cho anh lên em ơi. Ok, đi ngủ ấy các bạn. Nhanh, zombie đã xử. Nhanh nào anh em ạ, ngủ. Rồi, dậy rồi. An toàn này. Rồi. Thì tôi không, thật sự là tôi không biết là bọn này nó cần nước không anh em ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là chung là con thì chả cần nước đúng không? Nên là chắc là tôi phải cần cái xô nước để tôi múc nước cho vào. Nhưng mà tôi đang thiếu bạc quá nên là tôi nghĩ chắc là tôi phải đào thêm bạc. Ở yên đấy nhá. À đấy, nó có trứng kìa. Trứng này là sao này là nó sẽ... đúng rồi. Rùa đẻ trứng mà tôi quên mất. Thì mình không đứng lên cái trứng này anh em nhá. Nếu mình đứng lên cái trứng này là mình sẽ làm hỏng trứng của nó đấy. Khả năng cao là trứng nó sẽ bị vỡ đấy anh em ạ. Chúng nó cũng mong manh, nó giống như con người vậy. Tôi lại quên cái quan trọng rồi. Mang cái này đi. Mang cái lò nung đi. Rồi. Ok các bạn, chúng ta sẽ lại vào hang động tiếp làm sao. Phải lôi rìu ra. Thủ sẵn. Thằng nào mà mất dạy là một chém ngay anh em ạ, một bổ. Có cái gì không? Hơi tối. Có bạc kìa, có bạc rồi. Ủa ôi. Skeleton anh ạ. Mày. Rồi, chết rồi. Nó chết rồi. Thực ra là nếu mà mình mà chơi cẩn thận ấy, kiểu là nếu mình mà để ý ấy, kiểu là nếu mình mà để ý xung quanh ấy thì mình sẽ không bị chết đâu. Bởi vì là mình có khiên mà. Khiên là chặn được creeper mà. Còn nếu mình mà không để ý xung quanh ấy thì khả năng chết của mình là cực kỳ cao luôn anh ạ. Chơi phải cực kỳ cẩn thận. Vừa đào vừa nhìn anh em ạ, sợ lắm. Mà từ từ đã, tôi đúng rồi. Bọn rùa là chúng nó làm là chúng nó đẻ trứng ở trên bờ. Nhưng mà tôi không biết là trứng mà xuống cái nước này có sao không ta. Không biết là bọn rùa chúng nó cần nước không ta. Tôi tính là làm một cái xô nước, sau đó thì tôi đặt nước, tôi đổ nước vào bên trong cái chuồng rùa cho bọn nó. Không biết là mình cần vậy không ta. Hơi tối anh em đúng không? Đây này, đợi tí tôi làm cho anh em cái đuốc. Ok. Đấy. Sáng chói không? Rồi. Thế lên level 8 rồi. Cố gắng để đừng chết nhá. Trời ơi. Một mạng duy nhất. Rồi. Tôi nghe tiếng bọn rộn zombie nó cứ gào ở gần đây anh ạ, khó chịu. Bọn mất dạy rồi. Không biết là chú có núp tiếng làm gì tôi. Ây, bạc. Nguy hiểm quá anh em ạ. Từ từ á. Cắm đuốc thêm tí đã anh em ạ, cho nó an toàn. Trông nó spawn ở đấy, nguy hiểm lắm. Cẩn thận. Cứ phải cẩn thận anh em ạ. Tôi vẫn nhớ là cái buổi trước tôi bảo là tôi không cần kim cương đâu. Nhưng mà tôi bắt đầu cảm thấy là có vẻ là tôi cần phải có giáp kim cương đấy anh em ạ. Chứ mà Ripper nó nổ vậy thì nó nổ ác liệt quá. Không ngờ là trên mạng nói là đúng anh em ạ. Nổ một phát căng thật.
được 8 cục cái đấy, để tôi lên tôi làm cái xô nước rồi tôi đổ vào cho mấy anh rùa. Chế bạn rùa, bạn Adam và bạn Eva. Chắc không có Ripper rồi ạ. Bây giờ mà nghe Ripper là phải quay lại rồi ấn chuột phải ngay này. Cẩn thận. Tỉnh anh ạ, phải tỉnh. Rồi, an toàn này. An toàn anh ạ, được 16 cục luôn. Số quá tròn, quá đẹp. Tôi thật là tôi rất là thích những thứ nó perfect anh em nhé. Những thứ hoàn hảo lúc nào là cũng đẹp với tôi. Ok. Nung đi em nhá. Nung nhờ vào để anh xem rùa của anh nào nào. À hình à đâu, trứng nó nở ra đúng không? Trứng nó nở ra sau đó thì bọn rùa con nó còn phải lớn lên nữa cơ. Đúng rồi, tôi nhớ rồi, là bọn rùa con nó còn phải lớn lên nữa cơ anh ạ. Để tôi đào ở đây, chốc các tôi cho nước vào đây cho mấy bạn rùa. Đây, tôi có đủ để tôi làm cái nước ở đây. Xô nước. Bucket. Nhầm nhầm. U ơ y u. Đây rồi, bucket. Ok. Ok. Tôi sẽ đặt một cục vào đây các ạ. Giờ mà ngã mà xuống cái chỗ ấy của rùa là đau lắm nhỉ. Rồi 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 rồi. Đặt vào đấy rồi. Xây lên anh ạ. Đấy, rùa có nước nhá. Đấy, cái có thích uống thì xuống đây uống nhá. Để xuống xem thử xem mà chúng có đã tiếp tục chơi nhau chưa. Chơi nhau chưa em ơi? Chơi rồi anh các ạ. Sinh con đi nhá. À, chúng có chỉ sinh con trên cát anh em ạ. Còn còn đất thì chúng nó sẽ không sinh con đâu. Để đào cái cục cái đi. Vừa nãy thì mình xây cục cái lên. Ôi, ơi, tôi xây lại. Ủa, cẩn thận anh ạ. Ồ, đu 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 đu. Ơ, vừa nãy thì xây lên bằng đường nào? Gì đấy? Cái gì ấy? Có làm gì ấy? Có làm gì ấy? Hình như là nó đẻ trứng đấy anh em ạ. Hình như là cứ mỗi lần nó đẻ trứng thì nó sẽ làm vậy đấy anh em ạ. À, khá là dễ thương à. Đấy, được rồi chung là bây giờ ấy, trước tiên là cứ phải có cái giáp đây anh em ạ. Cũng nguy hiểm lắm. Giáp khỏe nhất ở đây là cái giáp chest này à, giáp giáp áo này, cứ phải làm cái giáp áo đó. Rồi. Đủ không? Đủ đủ nhiều cái. Chắc là tôi đủ làm thêm cái quần đấy anh em nhỉ. Tôi làm thêm cái quần. Tôi tranh thủ chặt cây trong trong lúc mà đang nung rồi nào. Có chó ở đây không? Có chó. Trời ơi, cái cua vừa nãy mà tôi có bốn em chó, mà bốn em chó không không làm được gì để chặn anh Creeper anh ấy lại nha ạ. Không làm được gì. No. Tôi mà là chó thì tôi cũng chịu luôn đấy ạ. Tôi chỉ thương thương mấy em chó, chắc là mấy em chó buồn lắm khi mà không bảo vệ được chủ. Rồi. Nhiều rồi. Đủ rồi. Có 6 cái à? Có 6 cái thì không đủ làm quần rồi. Quần là cần 7 cái cho mình làm cái nón. À thôi thôi. Sao mình lại làm cái nón? Mình bị ngu anh ạ. Mình không làm nón nha, mình làm giày. Bởi vì chốc nữa là mình sẽ có cái nón đó. Nón của rùa mà đúng không? Nón của thần rùa. Khi nào mà các anh còn đồng ý chơi nhau tiếp thì các anh bảo em nhá. Để em xuống để em cho các anh ăn nhá. Tự nhiên đang đi đường gặp hai ông bà rùa thích ghê anh ạ. Quá thích. Ok anh em ạ, tôi sẽ tiếp tục phải đi vào trong hang động tiếp rồi. Tiếp tục rồi. Lại là tiếp tục gọi là những giờ phút gọi là ngàn cân treo sợi tóc anh ạ. Đi vào thôi. Đứng Nam Nhi. Mày bắn đi. Mày bắn đi. Thỉnh thoảng là nó bắn xuyên khiên của tôi được nhá, tôi không hiểu kiểu gì. À, bị cắt rồi, bị cắt rồi. Ăn đòn này. Ăn đòn. Bị cắt rồi, bị cắt rồi. Rồi ôi. Đi mà còn bị kẹt nó gì. Về nhà mà anh làm nông đi. Anh nông, anh zombie ạ. À, cái này là cái clay đấy anh em. Sao mình làm xi măng hay lắm. Đây này, cái màu xám xám này này. Khá là hay.
nhưng mà chỉ là ít người họ dùng cái đấy á, bởi vì là cái đấy nó không có nhiều tác dụng lắm, được có mỗi cái là xây ở nhà. Nói chung là đi vắng động là nên nó bớt nói nhảm anh em ạ, tôi không có muốn chết như phát trước đâu. Để tôi tập trung tí anh em nhá. Chỗ này chỗ nào trông đẹp thế này. Cẩn thận anh ạ, vừa đi vừa nhìn, phải nhìn trước nhìn sau anh em ạ. Không biết đâu được đâu, kiểu tự nhiên có creeper từ trên đầu rơi xuống ấy hả. Không sao anh em, an toàn an toàn. Đại bàng thông báo đến chim ưng, an toàn an toàn. Ok. Rồi, có vẻ mình khá là yên ổn khi mà không có bạn creeper nào đến thăm mình. Rồi. Tôi nghĩ là tôi cần phải xây một cái nhà nhỏ nhỏ anh em nhỉ. Ít ra mình cũng phải có một cái nhà nhỏ để mình trú chứ đúng không? Nhỉ. Mà tôi thấy mình đang ở biển đúng không? Đang ở biển là cũng hay nhỉ. Để tôi thử nghĩ thử xem kiểu nhà nào nhá. Tôi nghĩ là chắc là phải sang buổi sau thì tôi mới xây nhà, bởi vì là tôi cần thời gian để tôi chuẩn bị ấy, bởi vì kiểu là tôi vừa xây mà tôi vừa tính toán thì kiểu nó lâu ấy. Thì kiểu nó lâu thời gian của anh em lắm, nên là tôi sẽ đợi buổi sau để tôi chuẩn bị kỹ rồi tôi sẽ xây nhà cho anh em cho nhanh nhỉ. Anh sẽ đỡ phải gọi là ngồi xem tôi suy nghĩ đúng không? Nào. Tối rồi, chết, tối anh em, tối, nhanh 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 nhanh, đi ngủ. May quá là vừa tối rồi anh ạ, may quá. May quá. Ngủ. Suit up. Một đống achievement này các không? Rùa, rùa sinh con chưa? Trứng nở chưa? Chưa nở anh em ạ. Trứng là tôi nhớ là vài ngày thì mới nở ấy. Tôi không biết là bao nhiêu nữa nhưng mà tôi sẽ cứ cho chúng nó ăn để cho chúng nó nở. Ăn tiếp cho mấy em. Ăn đi. Vào đi em ơi, lên đi em ơi, lên đi em ơi. Đúng rồi. Giỏi. Đấy. Thì cái lúc mà nó sinh con thì không hiểu sao nhưng mà trông nó cứ hài hài thế nào ấy thì anh em kiểu thì nó cứ đào cái đống cát ấy hài lắm. Ôi kìa. Nó ăn xong rồi nó chơi nhau rồi nhưng dần nó vẫn muốn chơi nhau tiếp kìa, trông kìa. Ôi. Hình như con này nó đang muốn có chỗ để nó đẻ trứng cái sao anh ạ, thế nên là nó cứ đẩy cái con ra này. À đó. Nó đặt trứng cái này. Có 3 quả trứng cái đấy. Đó, có 3 ô trứng rồi. Là tương ứng với 3 lần chơi nhau. Ok. Mình đang ở gần biển nữa, vậy chắc là cái tập sau tôi sẽ xây một căn nhà ở đó gọi là trên biển anh em nhỉ. Ok anh em nhá, thì tôi nghĩ là tập hôm nay tới đây thôi anh em nhá, sang tập sau tôi sẽ bắt đầu tôi xây nhà anh ạ. Tập sau tôi sẽ bắt đầu xây nhà. Có thể là tôi sẽ mất thêm một chút thời gian để chuẩn bị đồ đấy. Thì hẹn gặp lại anh em vào buổi sau nhá. Cái quơ cú của tôi. Ok em nhá. Bye bye các em. Chúng ta cùng cố gắng để cái gua này nó không bị như cái gua cũ anh em nhá. Fighting. Ok. Bye bye các em nhá. Yêu anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em.